Bầu Thụy tiết lộ gây sốc, khẳng định có ai đó dùng thất lưng đánh, bắt ép Hồ Văn Cường đi diễn. Sau khi Hồ Văn Cường quyết định dọn ra riêng, Bầu Thụy là cái tên được dân mạng đặc biệt quan tâm khi ngỏ lời muốn đỡ đầu cho nam ca sĩ, thậm chí giúp cậu theo đuổi đam mê ca hát và xây dựng ekip riêng. Cách đây vài ngày, ông còn tuyên bố sẽ tài trợ, hứa xây nhà, sắm nội thất cho gia đình Hồ Văn Cường. Không những thế, Bầu Thụy còn bất ngờ cho biết ông và nam danh ca sẽ sớm tổ chức một live show hậu Covid. 19. Anh ba ơi anh em mình chuẩn bị làm một show sớm nhất khi hết Covid để hai thần tượng của tôi hát xong ca nhà. Lời chia sẻ này của Bầu Thụy đã khiến nhiều người cho rằng ông sẽ tổ chức live show cho hai giọng hát là danh ca Ngọc Sơn và Hồ Văn Cường. Bên cạnh đó, Bầu Thụy cũng nhắn gửi đến danh ca Ngọc Sơn sẽ tổ chức live show song ca có tên Anh Ba Năm Bờ Oan. Đáp lời lời nhắn từ Bầu Thụy, Ngọc Sơn cũng trả lời đầy thân tình, ok cục cưng của anh ba. Dù không biết việc bầu thủy tổ chức live show cho danh ca Ngọc Sơn và Hồ Văn Cường sẽ xảy ra hay không, nhưng với việc hỗ trợ vô cùng nhiệt tình, chắc chắn sự giúp sức của bầu Thụy sẽ là chỗ dựa vững chắc để Hồ Văn Cường tiếp tục phát triển sự nghiệp. Giữa lùm xùm liên quan đến Hồ Văn Cường, bầu Thụy cũng là người đứng ra bảo vệ binh vực nam ca sĩ, thậm chí cho rằng phía ekip của ca sĩ Phi Nhung đã đổ oan cho cậu bé. Cho đến chiều ngày 26 tháng 10, bầu thủy đã có tiết lộ gây sốc về việc Hồ Văn Cường bị chèn ép phải đi hát. Trên trang cá nhân của mình, Ông cho biết có ai đó đã dùng thắt lưng đánh Hồ Văn Cường sau khi nam ca sĩ từ chối đi hát với lý do làm nhiều bài tập để chuẩn bị kỳ thi. Bầu Thụy nói rõ, người Mỹ yêu cầu Hồ Văn Cường đi hát, Cường nói là em nhiều bài tập để chuẩn bị đi thi, em không đi hát được. Thế là có một ai đó lấy thắt lưng ra quật đánh Hồ Văn Cường, sau đó em sợ quá em vẫn đi nhưng trong chuyến công du đó, em có kể lại với một người lớn. Mà hôm đó có rất nhiều người chứng kiến, câu chuyện này đã hơn 3 năm rồi. Bầu Thụy mắng quản lý Phi Nhung vu oan hãm hại Hồ Văn Cường nhưng sửa bài 12 lần rồi xóa hẳn. Chiều 25 tháng 10, dân mạng bất ngờ phát hiện bài viết này đã biến mất khỏi trang cá nhân Bầu Thụy. Bên cạnh những ý kiến nghi ngờ Bầu Thụy xóa hoặc ẩn status vì bị phát hiện chỉnh sửa nhiều lần, một bộ phận lại cho rằng ông bầu cho bay màu status vì muốn tập trung giúp đỡ Hồ Văn Cường thay vì nhắc lại những chuyện đã qua. Trong bài đăng mới nhất của Bầu Thụy, danh ca Ngọc Sơn đã vào để lại lời khuyên anh em mình đi chung một hướng tốt, những chuyện gai góc đã qua không cần phải nhắc lại. Tập trung giúp cháu Hồ Văn Cường hết mình đó là điều anh ba vô cùng vui và hạnh phúc. Chiều ngày 24 tháng 10, trên trang Facebook cá nhân, Bầu Thụy có chia sẻ gây chú ý khi lên tiếng tố quản lý của cố ca sĩ Phi Nhung. Cụ thể, ông đăng tải clip giọng ca bông điên điển đếm tiền thuần thục với từng mệnh giá khác nhau, đồng thời bác bỏ chuyện nữ ca sĩ lúc sinh thời không phân biệt được tờ 500.000 đồng và 20.000 đồng. Đang chú ý, netizen còn nhanh chóng soi ra được chi tiết bầu thủy đã chỉnh sửa bài đăng này tận 12 lần. Ngoài những lời lẽ chỉ trích gây gắt tới quản lý cố ca sĩ Phi Nhung, ở status mới, bầu thủy còn khẳng định chắc nịch Hồ Văn Cường bị oan. Như này mới biết là mọi việc quản lý Phi Nhung đổ oan lên hết cho Hồ Văn Cường xong rồi trù dập bôi nhọ thằng bé đến hết đường sống. Hiện nay, dòng trạng thái của vị doanh nhân này thu hút rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hãy đừng quên ấn like share và để lại bình luận của mình xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo